Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1224-1225. Đột ngột, ông ông ông, bóng đen này trên thân đột nhiên hiện lên từng cái đen nhánh chữ cổ, những chữ cổ này xoay tròn lấy, đem bóng đen kia áp chế ở ở đây. Không phải vậy, nó rời đi cục sắt một chút. A. À, bóng đen tại những này chữ cổ phía dưới, đau đớn gào thét, trên thân bốc lên tí tách khói đen. Đám người lúc này mới nhìn ra, bóng đen này lại là bị khống chế ở cục sắt bốn phía phong ấn tại này, căn bản khó mà rời đi, không đủ, còn chưa đủ, bản tọa khôi phục sức mạnh còn kém quá nhiều, hấp thu những người này là đủ rồi, bản tọa muốn đem các ngươi hết thảy thôn phệ. Bóng đen gào thét, rầm rầm rầm, kịch liệt giải dụa, đụng chạm lấy màu đen chữ cổ, phát ra giữ tận tiếng gào thét, nó điên cùng vũ động hai tay, lập tức vô số xích sắc bay múa. Điên cùng thôn phệ thân thể mọi người bên trong tinh huyết chi lực, chư vị, lại tiếp như vậy, chúng ta hết thảy cũng phải chết ở ở đây không bằng liên thủ đối địch như thế nào cực kính đan đế cả giận nói đầu óc hắn truyền ra trận trận mê muội điên cuồng áp chế trong thân thể tinh huyết không bị đoạt xá nhưng hắn rất rõ ràng đã biết dạng căn bản không kiên trì được bao lâu vì kế hoạch hôm nay chỉ có tất cả mọi người liên thủ mới có một chút hy vọng sống lão nguyên ngươi xem đi ra cái gì sao tần trần trầm giọng nói bóng đen này là dị ma tộc ma chủ. Lão nguyên âm thanh có chút run, cái gì? Ma chủ? Tần Trần kinh hãi, sao lại có thể như thế đây? Hắn cho là cái này ma ảnh, nhiều lắm là chỉ là một dị ma tộc cao thủ, như thế nào cũng không thể hướng về ma chủ trên thân nghĩ. Nhưng liên tưởng bóng đen phía trước bột phát ra uy áp, Tần Trần tâm trầm xuống, phổ thông thượng vị ma quân hắn cũng đã gặp rất nhiều, so với cái này cái gì bóng đen hoàn toàn chính xác yếu nhược rất nhiều, người này thật là dị ma tộc ma chủ, bất quá trạng thái rất kỳ quái, tự hồ bị hút khô sức mạnh. Lão Nguyên khẳng định nói, nó tại thông qua thôn vệ máu tươi của các ngươi cùng sinh mệnh khôi phục lực lượng. Không thể để cho nó thoát khốn, một khi thoát khốn, hơn nữa khôi phục thực lực, bằng các ngươi những người này căn bản không có khả năng là nó đối thủ. Minh Bạch Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, quét mắt thôn thiên ma quân cùng thượng quan cổ phong mặc dù hắn không rõ ràng thượng quan cổ phong các nàng đến cùng đang dở trò quỷ gì nhưng mà tần trần đã không thể lại tiếp tục chờ đợi chư vị người này là viễn cổ ma tộc mặc kệ thân phận gì đối với ta thiên vũ đại lục có trăm hại mà không một ít thừa dịp nó bị phong ấn giết nó tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục thôn vệ tinh huyết ở đây thoát khốn tần trần quát chói tai mở miệng trong tay nửa nguyệt cổ kiếm phát uy vanh, kiếm khí trùng thiên, đem nguyên bản quấn chặt lấy hắn rất nhiều xích sắt nhau nhau bổ ra. Ân. Ừ. Các hạ trên người tinh huyết rất mạnh, chết cho ta. Bóng đen sắc mặt một mảnh sát ý, miệng quát to một tiếng, nó đưa tay, bịch làm, vài gốc xích sắc trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ, lại hóa thành một cây cực kỳ xích sắc thô to hướng về tầng trần bắn nhanh mà đến, không gian trong nháy mắt bị đánh nứt, một cổ lăng liệt chi ý lăng không xuống, tầng trần sắc mặt trầm xuống con mắt chợt rút lại, xích sắt kia quấn quanh sau đó, không chỉ có là lăng lệ dị thường, hơn nữa mang theo cực mạnh lực phá hoại, quy lực so đơn sợi xích sắt mạnh đâu chỉ mấy lần, uống. Tần Trần chợt quát một tiếng, hàng quan tại bốn phía lóe lên, không gian quy tắc thôi động, cơ thể một chút lắc lư, liền chỉ để lại tàn ảnh, tại chỗ biến mất, phanh. Đạo kia xích sắt thô to lập tức xuyên thấu tầng Trần cơ thể tàn ảnh. Đánh phía hậu phương, trực tiếp đánh vào đại điện trên vách đá, lưu lại một đạo vết tích, tất cả mọi người đều là hút miệng hơi lạnh, trong lòng rung lên, vừa rồi cùng xích sắc trong chiến đấu, bao nhiêu người thi triển thần thông, đều khó mà ở nơi này trong đại điện lưu lại nửa điểm vết tích, bóng đen này tùy ý nhất kích lại lăng lệ như vậy, bên trên Cực Kính Đan Đế gặp bóng đen nổi giận ra tay. Lập tức minh bạch đây là Tần Trần đang cố ý chọc giận đối phương, trong cơ thể hắn kim sắc hỏa diễm bộc phát, lập tức xông mở quanh thân xích sắt, đồng thời thân ảnh lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở đại điện trên không, trong tay xuất hiện một thanh cổ phiến, cổ phiến vỗ, quanh, ngọn lửa màu vàng tăng vọt, phản phất một đầu màu vàng hỏa long lăng không, từ đại điện trên không lao xuống. Nhưng bóng đen nhưng là tròng mắt vừa nhất, vung tay lên, một chỉ điểm xuống, lập tức hát quang lóe lên, vô số xích sắt quấn quanh thành một đầu, hoành không dựng lên, suy. Đầu này xích sắt trực tiếp xả thấu mà lên, đem toàn bộ kim sắc hỏa long oanh bạo ra, càng có từng đạo đen như mực ma khí quấn quanh mà lên, lại ăn mòn kim sắc hỏa diễm, hỏa diễm phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Đây là cái gì quỷ? Cực kính đang đế nhất kinh, vội vàng thu hồi kim sắc hỏa diễm, chỉ thấy hỏa diễm yếu ớt nhảy lên, rõ ràng là bị tiêu hao số lớn nguyên lực hệ lửa, hơn nữa, cổ phiến phía, phía trên, vậy mà cũng hiện lên loan lỗ điểm đen, hắn kinh hải phía dưới, thân hình vội vàng triệt thoái phía sau cổ phiến chớp động, quanh, đem cuốn quanh mà đến ma khí bắn cho nổ tung tới. Quát to, cẩn thận nó trên xích sắc ma khí, lại có thể ăn mòn cửu giai đế binh. Cái này đâu xuất lưu vân phiến chính là một kiện thượng cổ đế binh, có thể dùng để điều khiển hỏa diễm, quy lực cực mạnh, không nghĩ như thế dễ dàng liền bị hữu thực một điểm, một hồi đau lòng không thôi, trống. Trong hư không một đạo long ngâm, bỗng nhiên nhô ra một cái tay tới, bàn tay giống như lợi trảo đồng dạng phát ra ý lạnh âm u, hướng bóng đen kia vồ bắt mà đi, năm ngón tay tăng vọt thần hồng, nắp rơi xuống, trực tiếp công kích cục sắt phía trước bóng đen bản thể, là Long Bá Thiên, bị giết ra xích sắt vây quanh, đối với bóng đen phát động tấn công mạnh, bóng đen ngẩng đầu, trong ánh mắt nở rộ hàng quang, lộ ra một chút kinh ngạc, vung tay lên cào thành nắm đấm, đánh tới, ầm ầm. Một cổ bá đạo điên cuồng tuyệt sức mạnh đánh văng ra, Long Bá Thiên quơ ra chân long lợi trảo trong khoảnh khắc bạo toái, kinh người oanh minh vang vọng đại điện, oanh, Long Bá Thiên chịu không được của lực lượng này, bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một nguồn máu tươi, trên ngực vậy mà xuất hiện một cái đen nhánh thủ ấn, thật là tinh thuần khí tức, thông vệ ngươi, bản tọa có thế khôi phục ít nhất một phần trăm sức mạnh. Bóng đen giữ tận cười nói, T. Đám người điên cuồng kinh, mỗi cái hải nhiên, đều hít một hơi lãnh khí, Long Bá Thiên chính là đại lục cao cấp nhất cao thủ, đỉnh cấp đỉnh phong võ đế, mà bóng đen nói thôn vệ long bá thiên, mới chỉ có thế khôi phục một phần trăm sức mạnh, vậy nó toàn thịnh thời kỳ đến tột cùng lại có bao nhiêu mạnh, đám người không có đi nghĩ sâu chính là. Long bá thiên nắm giữ chân long huyết mạch, cho nên bóng đen mới nói như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người đều một dạng, long bá thiên bị oanh bay, một thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bóng đen một bên khác, là ẩn trong khói môn chữ hoa hàng, thân hình phiêu miểu. Trong tay xuất hiện một thanh màu xanh sẫm cổ trượng, một trượng quét xuống tới, làm. Bóng đen năm ngón tay chỉ ngưng lại. Nhẹ nhàng bắt lấy trượng nhạy bén, chấn động đến mức cái kia thân trượng bên trên không ngừng rạo rực ra màu xanh sẫm chi sắc, mà bóng đen trong lòng bàn tay bạo dũng ra hắc sắc ma khí, từng vòng từng vòng hướng về thân trượng phía trên chữ hoa hàng dũng mảnh lao tới, suy 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 suy. Màu xanh sẫm bóng trượng đánh thẳng vào bóng đen cơ thể, bóng đen ma khí trên người lập tức phanh phanh phun trào nhưng nó tựa hồ bất vi sở động cái kia ba động mở quang mang màu xanh sẫm giống như là gió nhẹ nhẹ thổi nó trấn định như thường không nhúc nhích năm ngón tay phía dưới đen kịt một màu ngược lại là phóng thích ra hắc sắc ma khí không tốt chữ hoa hàng biến sắc tính toán rút ra cổ trượng lại phát hiện cổ trượng không nhúc nhích tí nào cái kia màu đen ma khí thẳng bức bàn tay của hắn mà đến chữ hoa hàng dưới tức giận tay trái bỗng nhiên một trảo giống như là từ trong hư không trực tiếp rút ra một đạo vô hình nguyên khí đồng dạng hướng bóng đen kia đánh tới ầm ầm kình khí nổ tung như thiên băng địa liệt chữ hoa hàng bay ngược ra ngoài khóe miệng tràn ra tiên huyết cuối cùng tránh thoát hắc sắc ma khí gò bó trong tay cổ trượng phía trên đốm đen điểm điểm nhìn thấy mà giật mình quanh chữ hoa hàng bay ngược ra ngoài thời điểm bóng đen trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đưa tay ở giữa vô số xích sắc xuyên không hướng về chữ hoa hàng bạo lướt mà đi, phốc phốc phốc, xích sắc xuyên không. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đi tới chữ hoa hàng trước người, đương đương đương, chữ hoa hàng cấp tốc đánh trả, nhưng là chỉ có thể ngăn cản được trong đó 7-8 phần 10 xích sắc, còn dư lại mấy cây xích sắt nhưng là né tránh không vội, trước mắt liền bị đánh trúng, lại nghe công một tiếng, một đạo cuồng cuộn kiếm quan đánh tới, đem cái kia mấy cây xích sắt cho đánh bay ra ngoài. Chữ hoa hàng nhận được thở dốc cơ hội, hít sâu một hơi, nuốt xuống mấy cái đang dược, vội vàng thôi động trong tay màu xanh sẫm cổ trượng, nhưng tự thân đứng ở thế bất bại, quay đầu, lại phát hiện là Tần trần xuất thủ tương trợ, chữ hoa hàng sững sờ, sau đó gật đầu nói, đa tạ. Không cần cảm ơn ta, bây giờ tất cả mọi người tại cùng một trận doanh. Tần trần trầm giọng nói. Hắn bởi vì ra tay viện trợ chữ hoa hàng, phía bên mình lại đỡ trái hở phải, nhìn thấy còn có không ít người tự hồ chưa từng động thủ, ánh mắt lập tức phát lạnh đạo, chư vị, còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ đều chết ở đây mới bỏ qua sao? Còn là nói, chư vị ngay tại lúc này còn có ý khác, hay là, vốn là biết được bóng đen này thân phận, cố ý hãm hại ta chờ. Tần trần quát chói tai lên tiếng. Ánh mắt đảo qua hờ vờ giờ ma quân cùng thượng quan cổ phong bọn người, hắn chỉ có thể bức bách những người này động thủ, không phải vậy bằng vào mấy người bọn hắn, rất khó đỡ được bóng đen này ra tay. Hờ vừa giờ ma quân cảm nhận được Tần Trần ánh mắt nghiêm nghị, giật mình trong lòng, mặc dù không nghĩ bại lộ, nhưng là biết nếu là mình lại không ra tay, Tần Trần chỉ sợ cũng muốn đem chính mình dị ma tộc thân phận phá tan lộ. Liên đới ma lệ dết đi ra, quanh, màu đỏ đen hỏa diễm gió lốc bạo dũng mà ra, sông mở vô số xích sắc, đánh phía bóng đen kia, ma lệ sợ hết hồn, vội vàng truyền âm nói, đại nhân chúng ta thật ra tay sao? Chẳng lẽ không cứu cái này gì cao thủ ma tộc sao? Không xuất thủ chẳng lẽ chờ lấy bị bại lộ sao? Đến nỗi cái này gì cao thủ ma tộc, hừ, ngươi cho rằng vòng đến chúng ta xuất thủ cứu giúp. Nơi đây mở ra rất cổ quái. Chúng ta lặng chờ nó biến. Hờ vừa giờ ma quân ánh mắt lấp lóe, mang theo ma lệ cường thế ra tay, không chỉ có là hờ vừa giờ ma quân cùng ma lệ, những người khác cũng cuối cùng nhau nhau ra tay rồi, rầm rầm rầm, bọn hắn từng cái oanh mở xích sắt, liều mạng đồng dạng, ông, đạo cao minh toàn thân nở rộ hỏa diễm, tay trái cầm cổ kính, tay phải trong hư không rút ra vạn điểm quan tới, ngưng kết tại trong cổ kính. Một chút chiếu theo, a, à, bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bị phủ bụi vài vạn năm không thấy ánh sáng trong mắt đột nhiên đau nhức, vội vàng đem đầu uống éo đi qua, hung nhiên. Cái kia mặt kính chấn động, lăng lệ dị thường tia sáng một chút ngưng thực, hóa thành kiếm quan chém xuống, mà giờ khắc này bóng đen sau lưng không gian rung lên, công tôn triết cùng địch hạng minh đồng thời xuất hiện. Đồng thời đánh phía bóng đen, bóng đen hoàn toàn liều mạng phía sau công kích, gầm thét phía dưới một quyền ngưng kết, đánh phía cái kia kính quang, phanh. Đạo cao minh trong tay bảo kính trong nháy mắt phá toái, cả người cũng nhận xung kích, thể nội một cổ khí huyết hướng về cổ họng dũng mãnh lao tới, hắn muốn ứng lui thân phía dưới, nhưng từng cây xích sắt liền cùng giống như bị điên cuốn qua tới. Ngăn lại đường lui của hắn, bóng đen này là bạo nộ rồi, muốn chém giết đạo cao minh, đạo cao minh một chút quyết tâm, vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng về bóng đen xung kích đi qua, quanh. Mà lúc này công tôn triết cùng đi thuyền thương hội địch hạng minh công kích rơi xuống, thời khắc mấu chốt, bóng đen sau lưng thương 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 xuất hiện đại lượng xích sắt, đem công kích ngăn lại. Nhưng mà, hờ vờ giờ ma quân cùng ma lệ công kích rơi xuống phanh màu đỏ đen hỏa diễm tại trên người nó nổ tung lập tức phóng ra vô số phù văn đáng giận bóng đen gào thét không nghĩ tới mình bị nhiều người như vậy công kích lại sẽ như thế chật vật đột nhiên nó khẽ giật mình bởi vì nó cảm thấy hờ vờ giờ ma quân đánh ra công kích lại mang theo một tia bọn chúng dị ma tộc khí tức chẳng lẽ những nhân loại này bên trong có đồng loại của nó nó trong sửng sốt còn chưa kịp mở miệng dao càng khôn, khâu bột thuần cũng là ra tay rồi, hai người khống chế lại số lớn xích sắt, hai đạo công kích hung hăng rơi vào bóng đen trên thân, ầm ầm, bóng đen bị oanh kịch chấn, nhưng mà trên người nó đen như mực phù văn lấp lóe, vậy mà lông tóc không thương, các ngươi những thứ này hèn mọn sâu kiến. Chọc giận bản tọa. Vạn ma tỏa thiên trận. Bóng đen rống to, vo ve vo ve, vô số u ám ma khí từ trong thân thể của hắn bao phủ mà ra, màu đen ma khí phun trào, hơn nữa, đại điện bên trong khắp nơi đều là xích sắc xuyên không, không còn là chẳng có mục đích công kích, mà là diễn hóa làm một mảnh đại trận, không tốt. Mau lui lại. Tần trần thân ảnh một chút trên không trung nổi lên. Cái kia u ám ma khí bao phủ mở thời điểm, trong lòng của hắn trước nay chưa có hiện ra cảm giác nguy cơ, mọi người cũng không rõ tần trần vì cái gì kích động như thế, nhưng không cần tần trần nhắc nhở, cũng đã cảm nhận được không giống bình thường, công tôn triết cùng địch hạng minh đồng thời hối hả lui lại mà hờ vờ giờ ma quân cùng ma lệ càng là thật sớm liền lui ra đạo cao minh thôi động thể nội hỏa diễm cầm trong tay cổ kính không ngừng chiếu xạ ra ánh sáng chói mắt muốn phá hủy những cái kia hắc sắc ma khí bởi vì hắn thấy rõ ràng bóng đen trong thân thể bạo dũng ra ma khí tuyệt đại bộ phận lại là tuôn hướng hắn hơn nữa giữa thiên địa vô số xích sắc xoay tròn lấy hóa thành một tòa thiên trận phong tỏa ngăn cản hắn chung quanh chư vị, giúp ta. Đạo Cao Minh lập tức khẩn trương. Lo lắng gào thét lên tiếng, một bên có người thấy thế, vừa mới chuẩn bị xuất thủ tương trợ, ta tới. Chỉ thấy thôn thiên ma quân quát chói tai một tiếng, thân hình thoát một cái, một chưởng vỗ hướng đạo Cao Minh bên người xích sắc, nhưng hắn một chưởng này rơi xuống, không những không có thể đem những thứ này xích sắc quanh mở, ngược lại ngăn chặn đạo Cao Minh cao nhất chạy trốn vị trí. Phốc phốc phốc, từng cây xích sắt giống như cối xay thịt đồng dạng, tương đạo cao minh gói ở, không. Đạo cao minh kinh sợ, điên cuồng phản kháng, nhưng mà, cái kia màu đen ma khí phút chốc vọt tới, suy suy suy, đạo cao minh trên người chân nguyên trong nháy mắt bị ăn mòn, thổi phù một tiếng. Ước chừng mười mấy sợi xích sắt xuyên thấu thân thể của hắn, hắn kêu thảm một tiếng. Cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc đứng lên, ha 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 từng đạo tinh huyết tràn vào bóng đen trong thân thể, bóng đen khí tức trên thân càng kinh khủng, khi từng cái trấn áp lại nó chữ cổ, tự nhiên bị nó tạo ra một tia, cái này dị ma tộc người cuối cùng ra tay rồi, tần trần ánh mắt phát lạnh, đầu mâu trực chỉ đối phương, lạnh giọng nói, các hạ, ngươi là đang giúp đạo cao minh vẫn là tại hại hắn. Nghe đồng phiêu miễu cung đã sớm cùng dị tộc cấu kết, bây giờ quả nhiên lộ ra chân tướng tới, nếu như bản thiếu không có đoán sai, các hạ thần thần bí bí, chỉ sợ cũng là dị tộc người a, có dám lỗ gì, lần này tất cả mọi người đều kinh hãi, hải nhiên nhìn xem thông thiên ma quân, đồng thời đối với một bên thượng quan cổ phong kiên dè không thôi, các hạ nói bậy bạ gì đó. Thượng quan cổ phong sắc mặt trầm xuống, các cao nhìn chầm chằm tần trần, nghiêm nghị quát lên, nói bậy. E rằng bản thiếu không phải đang nói bậy a. Đường Đường phiêu miểu cung tông bên trên. Tu vi nghịch thiên ngay cả chúng ta đều có thể rảnh tay tiến công bóng đen này có thế các hạ vậy mà nguyên thủy chung bực này trọng bảo vậy mà đằng không xuất một chút tay thật coi chúng ta là ngu si sao tần trần cười lạnh lời vừa nói ra cực kính đang đế bọn người ánh mắt càng là ngưng lại cái này đúng thật là những thứ này xích sắc mặc dù đáng sợ nhưng nếu là ra tay toàn lực cũng không phải là không có đánh vỡ có thể cái này cũng là đám người có thể tránh thoát xích sắc gò bó đối với bóng đen liên tục xuất thủ duyên cớ, có thế phiêu miểu cung thượng quan cổ phong cùng người áo đen kia, phía trước vậy mà một lần đều không xuất thủ qua, ngược lại là đạo cao minh gặp vây khốn, chỉ lát nữa là phải lao ra ngoài, lại bị người áo đen kia hại chết ở đây. Cử động như vậy thật sự là quá kỳ quái, thượng quan cổ phong trong lòng trầm xuống, nhìn thấy đám người ánh mắt hoài nghi, không nghĩ tới chính mình phía trước một cái nho nhỏ sai lầm, vậy mà liền dẫn đến người hoài nghi mình, nàng lạnh trên một tiếng, đạo, đạo cao minh bị nhốt, rõ ràng là chính hắn thực lực không đủ, ta phiêu miễu cung cũng là tốt bụng giải cứu, chỉ bất quá chưa từng giải cứu được thôi. Đến nỗi phía trước chưa từng ra tay, là bởi vì lão thân toàn lực đối phó những thứ này xích sắc, các ngươi mới có cơ hội rảnh tay ra tay, bây giờ chính là bước ngoặt nguy hiểm, chư vị chẳng lẽ còn muốn lên nội chiến đi. Cái này khiến trong lòng mọi người trầm xuống, hoàn toàn chính xác, bây giờ cũng không phải lên lục đục thời điểm, không có đầy đủ chứng cứ, nhưng cũng không dám cùng phiêu miểu cung nổi lên va chạm. Phải không? Tần Trần cười lạnh, vậy liền để bản thiếu xem trước một chút người này chân diện một lại nói. Làm càng, các hạ người nào, cũng xứng nhìn ta phiêu miểu cung đệ tử khuôn mặt. Thượng quan cổ phong giữ tận nói, nàng là tuyệt đối không thể nào nhường thông thiên ma quân bại lộ, lại giả thuyết, các hạ bên cạnh hắc y nhân kia, cũng cực kỳ thần bí, lão thân có hay không có thể nói, các hạ bên người hắc y nhân kia cũng rất có thể là dị ma tộc người thượng quan cổ phong cười lạnh nói tần trần cười lạnh từ chối cho ý kiến lạnh giọng nói đã như vậy như vậy thượng quan đại nhân có thể hay không cùng dị tộc này người một trận chiến đâu có gì không thể thượng quan cổ phong hừ lạnh ông nàng thôi động nguyên thủy chuông lập tức quan diễm ngập trời nhắm ngay bóng đen đánh ra trước mắt bao người nàng không dám thu liễm một cổ mênh mông chi lực buông xuống, chỉ thấy một mặt to lớn hình chung hư ảnh ép xuống, hư ảnh phía dưới, thậm chí có một mảnh sương mù quan ảnh hiện lên, một kích này thật là đáng sợ, để cho người ta không khỏi kinh hãi. thượng quan cổ phong không hổ là thượng quan cổ phong, tại bực này vĩ lực phía dưới. Cho dù là đỉnh phong võ đế, cũng muốn hôi phi yên diệt, bóng đen quả nhiên là sầm mặt lại, lần đầu lộ ra kiên kỵ chi tình, rầm rầm, vô tận xích sắc cuốn tới, từng cây ma trận thông thiên, Giảo sát hướng đám người, Lầu Mực đại sư, mau chóng bố trí trận pháp, phá hư cái này vạn ma tỏa thiên trận, chúng ta tìm cơ hội đối phó bóng đen này. Tần Trần khẽ quát, Lầu Mực nhíu mày. Tần Trần vậy mà tại phân phó hắn làm việc, nhưng hắn mặc dù lòng sinh bất mãn, nhưng vẫn là ra tay bố trí trận pháp, công tôn hội trưởng, địch hội trưởng, cẩn thận chớ dung hội trưởng. Tần Trần vết ra ngoài, đồng thời hướng về phía Công Tôn Triết cùng Địch Hạng Minh truyền âm nói, đi qua quan sát, hắn nhìn ra ba người này cũng không phải là cùng thượng quan Cổ Phong một đám. Cho nên âm thầm khuyên bảo, Công Tôn Triết cùng Địch Hạng Minh khẽ giật mình, lặng yên mắt liếc chớ dung, mặc dù không biết Tần trần tại sao phải để bọn hắn coi chừng chớ dung, nhưng vẫn là dâng lên một tia lòng cảnh giác, đám người lại lần nữa liên thủ, nhằm vào bóng đen, bóng đen kia cảm nhận được thượng quan Cổ Phong công kích, một tay bấm quyết, lập tức từng cây xích sắt xuất hiện ở trong tay nó. Lại ngưng kết trở thành một thanh trường mâu, từng đạo tối tâm khó hiểu ngôn ngữ theo nó trong miệng thốt ra, trường mâu không ngừng phiêu khởi màu đen phù văn, tất cả đều là từ ma khí ngưng tụ thành, đen thui màn ánh sáng cùng hắc sắc ma khí tại trường mâu bên trên chớp động, kinh khủng ma khí càng ngày càng mạnh, phản phất xông phá thiên địa quy tắc công xiền, một chút tại toàn bộ trên đại điện rạo rực. Bóng đen ánh mắt lóe lên, nhìn qua cái kia ngâm đen chi mâu, lộ ra nét mừng, cười to nói, ha ha, bản ma. Ngồi thực lực cuối cùng khôi phục một chút. Cái kia xưa cũ nguyên thủy chung ở kinh khủng ma khí phía dưới bị chống đỡ, lại không thể rơi xuống, thượng quan cổ phong trong lòng hoảng hốt, nàng mặc dù biết trước mắt cái này dị ma tộc người, chính là các nàng muốn tìm dị ma tộc cường giả. Nhưng đối phương thực lực, vẫn là để nàng kinh hãi nàng có nỗi khổ không nói được, vốn là căn bản vốn không đối với cái kia dị ma tộc người ra tay, ai biết bị tần trần xem thấu manh mối, khiến cho nàng nửa vời, bây giờ cùng nhau tiến không được, nghĩ lui cũng không được, bởi vì thượng quan cổ phong có thể cảm giác được, chỉ cần nàng một cái buông lỏng, đối phương kinh khủng này nhất kích. Liền có thể trọng thương đến nàng, hắn hiện tại chỉ có thể ra tay toàn lực, bằng không chắc chắn phải chết, tên tiểu vương bát đảng này thượng quan cổ phong nội tâm đem tần trần tổ tông 18 đời đều mắng một lần, toàn bộ gương mặt đều vặn vẹo đứng lên, trên trán líp nha líp nhíp đầy mồ hôi, cái kia mâu lên sức mạnh còn đang không ngừng tăng cường, phản phất vô cùng vô tận. Không có kết thúc, mỗi người cũng là lông tơ thẳng đứng, cảm nhận được một loại sợ hãi vô ngần, to lớn uy áp để bọn hắn hít thở không thông, cực kính đang đế thân ảnh lóe lên, lập tức hiện lên ở trên không, hét lớn, tất cả mọi người đồng loạt ra tay đánh chết hắn hắn không nói hai lời, thân hình mở ra, một mảnh ngọn lửa màu vàng tại sau lưng hiện lên, ngưng tụ thành mênh mông kế hoạch lớn. Hắn rõ ràng cũng tại thiêu đốt máu tươi, những người khác cũng nhao nhao ra tay, rầm rầm rầm, từng cái bột phát ra toàn bộ chiến lực, tầng trần ánh mắt quét tới, nhìn thấy huyễn ma tông chủ cũng tại ra tay, hơn nữa không giống đang làm bộ làm tịch, hơi hơi thở dài một hơi, hắn tại phân rõ trong này còn có hay không phiêu miểu cung gian tế, tần trần cũng là ngưng kết lôi điện chi lực. Kiếm quang lấp lóe hóa thành thông thiên cự kiếm, hướng về bóng đen kia lăng không đâm ra, đủ loại vỏ kỹ tuyệt chiêu một chút đều nở rộ, giống như trăm hoa đua nở, bạo vũ lê hoa, trong đại điện một mảnh rung chuyển, trở nên hoảng hốt không chắc, phản phất khó có thể chịu đựng nhiều cao thủ như vậy ra tay toàn lực, cái kia mênh mông mô khí cũng theo đó ngưng lại, tự hồ chịu đến cự đè đang không ngừng thu nhỏ, đột nhiên, một đạo yếu ớt trầm giọng vang lên, hắc mang chợt phá thiên tế, thiên ma kích. Bóng đen nhất kích cuối cùng đánh ra, đầy trời hắc khí chợt nổ tung, phản phất có vô tận ma khí vượt cổ mà đến, lực lượng kinh khủng đột phá thời không buông xuống, ầm ầm. Vô biên vĩ lực đẩy ra, đại điện rung động kịch liệt, vô số xích sắc vỡ nát. Xung kích chi lực lan tràn hướng bốn phương tám hướng, rất nhiều bị xích sắc xuyên thấu vỏ giả thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn, nhưng lại không có người có năng lực đi cứu bọn hắn, bây giờ bụi mù tràn ngập, cái kia ngăn lại đi vào cửa lối đi rất nhiều xích sắt, cũng bị oanh nổ tung, không ít bóng người nhao nhao xông ra ngoài, dưới một kích này, không biết bao nhiêu người tán thân. Có may mắn còn sống, cũng là cuồng hỉ, nơi nào còn dám dừng lại, nhưng ngoài thông đạo đột nhiên hiện ra kết giới chi lực, một chút liền đem đám người ngăn lại, cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng hốt dưới tức giận nổi điên hướng về phía thông đạo công kích, lại hoàn toàn không tế tại chuyện, chuyện gì xảy ra. Ai bày ra kết giới? Tất cả mọi người là giận dữ. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.